À, vâng đấy ạ. Chỗ chợ Vòm ngày xưa ấy cô. Anh ấy còn là còn đi làm à, bảo vệ xong rồi đúng không? Vâng ạ. Cô ngày xưa là chính ủy trung đoàn. À thế ạ, dạ. Phải đi đến tích trên kia nó mới đông, nó dày ảnh, chụp nó đẹp. Vâng. Mỏi lắm, đi lên tầm trường, đi làm. Năm ngoái là cô đi đã mỏi hết cả chân. Vâng. Cô là ở bên này luôn ạ. Ở đây 31 năm. Ôi. Nếu mà học sinh thì sẽ biết cô hay tài trợ cho các chương trình, cô là công an Navi. Vâng. Chương trình đã trên tuyệt vời. Dạ. Thì tốt hơn thì năm cho già. Vâng. Cháu thì mới sang năm nay năm thứ hai. Có đọc thể thao ấy. Cháu. Ở ngay cái chỗ chợ, chợ Vòm ngày xưa cô. Được rồi, chợ Vòm. Dũng hồi xưa là nghiên cứu sinh này, Tuấn ấy, vâng, sinh ấy. Vâng, vâng. Hồi xưa đá bóng giỏi lắm. Vâng, anh Tuấn hình như đợt này mới chuẩn bị báo cáo là xong rồi. Vâng, anh bảo là hình như... Con chưa? Của anh đấy hình như là 6, 7 năm, 7, 8 năm rồi đấy. Vâng, vất vả. Nhưng mà không biết là có con thì chú phải đi làm cho xuống máy, lái xe lên máy. À, thế ạ. Hôm rồi anh ấy mới bảo vệ cấp cơ sở xong thì bây đang chờ thời gian để bảo vệ nhà nước xong. Dạ. Vâng. Nói chung là bên trường đấy nó hơi khó, các trường khác cho thấy dễ nhưng trường này khó, khó khăn lắm. Chưa cô ạ, cháu đứng ở chờ đằng trên kia thấy người dân người ta cũng bảo chưa chưa đấy. Vâng. Thế là cháu đi mãi từ bến Belarus vâng đúng không ạ? À thế ạ. Những cái đoạn đấy năm nay lại không xe tăng xe ấy nó không qua cô nhỉ? Vâng. Nó đi sang cái đường vâng. Bên này chắc năm nào cũng đi nhỉ. Tôi mới có cái này ba năm. À thế ạ. Vâng. Dạ. Cháu thấy người ta tổ chức làm hay, người ta vui ấy. Vâng. Quá đẹp luôn. Từ an ninh đến những cái thứ là nó làm. Không, nhảy. Nhà cô chú anh chị chắc ở bên này luôn. Nhưng mà lớn hết rồi. Vâng. Cả nhà. À thế ạ. Vâng. Ê, cháu thấy không, nếu mà ấy được cứ ở bên này cháu thấy cũng khoái hơn rất là nhiều. Rồi về nhà thì gần gia đình rồi, nhưng mà bên này cuộc sống nó yên bình, nó khác với lại ở nhà. Thank you.
chắc là phát phim ngày xưa rồi. À, nó là cái màn hình LED của. Vâng, vâng. Hôm mùng năm cháu cũng biết đi, đang đi thấy cái trực thăng ở trên ra chỗ Pushkin, metro Pushkin cái à, là thấy nó đông thế lên xe, hóa ra nó biểu tình của cháu cũng biết chạy, công an nó đuổi nó chạy om om om.